rất là đáng để mà mình về kể lại với dòng họ gia đình. Wow. Mình ở nhà mình đã soạn ra một cái lời diễn văn là mình sẽ lên mình nói chuyện duyên dáng, nhưng mà cuối cùng lên thì quên hết trơn, không có nhớ gì. Thôi con là câu hát hay được rồi con. Tiểu Phượng Hoàng hãy giới thiệu sơ lược về bản thân của mình khi tham gia vào The Masked Singer Việt Nam. Thì Tiểu Phượng Hoàng rất là vui và ngày hôm nay được hát cùng với Tiểu Phượng Hoàng nữa. Đây là lần đầu tiên tới với The Masked Singer, cho nên là Tiểu Phượng Hoàng cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Nhất nhất là bộ đồn này rất là lần đầu. Cho nên là Tiểu Phượng Hoàng cũng không biết giao lưu gì với khán giả mà bà đang cố vấn. Cảm xúc của Phượng Hoàng lửa như thế nào khi hôm nay có một phiên bản khác của mình đến với chương trình? Chúng ta có một cái đêm nhạc vô cùng đặc biệt, đó là đêm nhạc All Star Concert của The Masked Singer Việt Nam. Và hy vọng mọi người nếu mà yêu mến The Masked Singer Việt Nam, hãy nhớ mua vé của chúng tôi tại V-Shop nhé. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại V-Shop.vn. Những chữ đầu trong ca dao tục ngữ. Mascot đáp tiếp nối phần còn lại và không được chế lời. Mascot đoán sai hoặc phạm quy quá 3 lần sẽ bị phạt. Sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Who is that? Hãy cho một cái tên.
The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.